chào các bạn nha, rất vui gặp lại mọi người trên kênh YouTube của mình nha. Bữa nay thì tiếp tục ra cửa biển mà quay một số anh em ghe tàu qua đây cho mọi người cùng xem nha. Hiện tại thì có một chiếc vỏ lãi các bạn, chạy với tốc độ là khá cao khi mà đi ra biển nha. Đây, anh tài công anh ngồi phía trước các bạn ơi, biết nam hay nữ mình thấy đội nón lá đây các bạn. Ôi ôi, khi mà ra ngoài này thì mình thấy là sóng rất là lớn nha. Dạo này vô bão số 3 các bạn, cho nên là thời tiết thay đổi bất thường nha. Hôm nay thì nói chung là sóng nó cũng khá là lớn các bạn. Anh này hình như anh đi xúc mực hay đi làm gì đây các bạn, chạy vỏ lãi máy âm nha. Những ngày mà biển động như thế này thì những anh em ngư dân nói chung là ra biển khá là cực các bạn. Sóng nó cứ nhấp nhô như thế này thì rất là khó chịu nha. Thấy không, anh này anh lên lên xuống xuống luôn nè. Ôi ôi, bữa nay gió cũng rất là mạnh các bạn. Đây là thuộc Kiên Lương các bạn, ba hòn Kiên Lương, Kiên Giang nha. Đây xa xa trên này thì mình thấy những cái trụ điện các bạn. Anh này ra hút trụ điện thì sẽ sóng sẽ cao hơn nha các bạn. Càng ra xa thì sóng nó càng lớn nha. Ôi ôi, quá đảo rồi. Anh này không biết đi làm gì đây các bạn. Ôi ôi, khá là căng thẳng nha các bạn. Cái này mà đi không quen là chắc chịu không nổi đâu các bạn ơi. Đây mình thấy là có một chiếc vỏ các bạn, với một anh tài công, mình thấy anh đang mặc áo mưa nha. Anh xuất hiện như một thiên thần như đây các bạn. Không biết là anh này anh chạy đi đâu nha. Ôi ôi, giống một chiếc xe mui trần các bạn ơi, không có cabin gì trên luôn nè. Nó quẹo về hướng trên kia rồi, đi ngang chiếc tàu biển luôn. Wow, quá ngầu luôn các bạn ơi. Trời đang chuyển mưa các bạn, ngoài kia thì đang mưa rất là lớn nha. Cả một bầu trời đen thui luôn, chỉ còn mình anh này đang đi đâu mình cũng không biết nữa các bạn. Ôi ôi. Tiếp theo các bạn ơi, một chiếc vỏ các bạn. Anh này anh vỏ xịp nha, đang khá là lắc lư các bạn. Ôi ôi, căng quá vậy. Đang vô phía bên trong dạm nha. Anh này anh quẹo vô trong luôn rồi. Một chiếc vỏ xịp máy âm các bạn. Trời ơi kìa, anh đang đi sóng xu nhưng mà đẩy đi khá là xa các bạn. Bữa nay chung là gió khá là lớn cho nên là mình quay hơi lắc nha. Trời ơi, đẩy tút trong luôn kìa. Quá dữ rồi. Đẩy tới kéo lại các bạn. Khá là căng thẳng những giây phút như thế này nha. Tiếp theo thì mình sẽ xem một anh cao tốc các bạn đang chạy với tốc độ là khá cao khi mà đi ra biển nha. Thường thì những anh cao tốc ở đây sẽ đi ba hòn đầm, hòn heo hoặc là hòn nghệ nha các bạn. Hành khách thì ra phía sau ngồi hết rồi. Nói chung là đi những ngày biển động như thế này thì ở phía trước thì nó dỗ dữ lắm các bạn, chịu không nổi đâu. Ra phía sau thì nó bớt động hơn nha.